Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. Chính thức Ngọc Quý Obi Martin cập bến MU. MU phá vỡ hợp đồng để ký Nico William, hai ưu tiên hàng đầu của MU trong tương lai gần. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Chính thức Ngọc Quý Obi Martin cập bến MU. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi ban tổ chức hoàng Anh xem xét, theo xác nhận từ ký giả Fabrizio Romano thì rốt cuộc thương vụ Chido Obi Martin chuyển đến oxford đã được thông qua Romano khẳng định hiện tại tiền đạo này có thể được xem là một cầu thủ của Manchester United. Ký giả người ý cho biết, Chido Obin Martin hiện có thể được xem là cầu thủ mới của Man United sau khi thương vụ này đã được ngoại anh chấp nhận. Quy trình bao gồm năm bước của ngoại anh đã kết thúc vào tháng nay với những phản hồi tích cực, kỹ tài năng của Arsenal sẽ gia nhập Man United để hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Mùa giải trước, Obi Martin bùng nổ với tổng cộng 32 bàn thắng sau 20 lần ra sân cho đội U18 Arsenal, bao gồm 7 pha lập công được ghi trong một trận đấu duy nhất. Dù vậy, chân sút người Đan Mạch đã bất ngờ từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng đến từ pháo thủ và quyết định đầu quân cho Man United. Bên cạnh quỷ đỏ, Obi Martin cũng được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu chào kéo trong mùa hè vừa qua. Mẫu phá vỡ hợp đồng để ký Nico William. Theo tạp cho Z, ở trong mùa hè vừa qua, Bắc Sa được xem là biến đỏ tiềm năng của Nico William, người chưa rất ăn ý cùng Narizama tại Đức trong hành trình xương vương châu Âu của Tây Ban Nha. Tuy nhiên với việc cầu thủ này đã quyết định ở lại Atletic bên bao thêm một năm nữa, Bắc sao giờ đây phải cạnh tranh với nhiều tên tuổi khác ở châu Âu, trong đó mới nhất là MU cũng nhảy vào cuộc đua. Nguồn trên thông tin thêm, đội bóng do Erik ten Hag làm huấn luyện viên trưởng rất quyết tâm sở hữu Nico Williams. Ngôi sao 22 tuổi tỏa sáng ở vị trí tiền đạo cánh trái tại Euro năm 2024 là một trong những nhân tố nổi bật trong hành trình vô địch của đội tuyển Tây Ban Nha. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Nico Iniam với bên bao được cho là 48,5 triệu bảng và MU đang toán tính nước đi hợp lý nhằm có thể đoạt được thỏa thuận để ký cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025. Có suy đoán rằng quý đó đã không bỏ qua những lời khen ngợi từ kiểu đội trưởng Roy Kim của họ dành cho Nico Iniam. Cậu ấy rất chất lượng, miễn chê, Nico Iniam sở hữu tốc độ, điều mà bạn không thể huấn luyện. Khi đối đầu một trận một với hậu vệ cánh, cậu ấy gây đủ thứ rắc rối cho họ. MU chi một khoản lớn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024 cho hàng thủ và tuyến giữa bao gồm Manuel Ugarte, Jojo, bên cạnh Matic Delic và Nosai Maroi. Hàng công còn có thêm tiền đạo Josuji từ Bonona. Một vị trí không được Erik Ten ưu tiên là hai cánh nơi Rashford và Ahmad Diano, Anthony và Garnacho và có sự trở lại của gia đình Sancho để có thể đảm trách. Tuy nhiên, Sancho đã chuyển sang Chelsea, còn Anthony vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng trong đội hình. Rashford mới nhân nhóm ghi bàn trở lại, Ahmad Garnacho cạnh tranh cơ hội ra sân. MU cho thấy vẫn có thể thiếu một cầu thủ chạy cánh cần bổ sung vào mùa hè năm tới và Nico Williams được đánh giá mang đến sự khác biệt tại sân vận động Old Trafford. Hai ưu tiên hàng đầu của MU trong tương lai gần. Komineo 19 tuổi đã có 12 tháng thăng tiến đáng kinh ngạc từ học viện MU trở thành cầu thủ thường xuyên của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, đồng thời là người hùng trong trận chung kết FA Cup với Manchester City ở mùa giải năm ngoái. Phong độ đó vẫn được duy trì khi anh đã chính trong cả năm trận đấu ở ngoại hạng Anh của MU mùa giải này. Hợp đồng hiện tại của Mino với câu lạc bộ chỉ có thời hạn đến năm 2027 với tùy chọn gia hạn thêm một năm và anh sẽ bỏ túi 20.000 bảng Anh mỗi tuần. Vào tháng 5, The đưa tin Maino sắp được ký hợp đồng mới, theo đó mức lương của anh sẽ tăng lên gấp 4 lần sau Euro năm 2024. Và bản cập nhật mới từ Sky Sports tiết lộ rằng một bản hợp đồng mới cho tiền vệ này được các lãnh đạo của câu lạc bộ coi là ưu tiên hàng đầu. Phát biểu với Sky Sports, huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết câu lạc bộ hài lòng với sự phát triển của anh và sẽ xét xét khen thưởng anh một cách thỏa đáng. Cũng theo Sky Sport, Ahmad Diano, người đã có khởi đầu một giải ấn tượng và được bầu là cầu thủ xuất sắc, sắc nhất tháng của đội, cũng được cho sẽ ký một bản hợp đồng mới. Cầu thủ 22 tuổi này bước vào 12 tháng cuối của hợp đồng, mặc dù câu lạc bộ có tuổi chọn gia hạn thêm một năm. Ahmad hiện đang bỏ túi 29.000 bảng Anh mỗi tuần. Cầu thủ người bờ được ký hợp đồng từ Atalanta với mức phí chuyển nhượng là 19 triệu bảng Anh và có khả năng sẽ tăng lên 37,2 triệu bảng Anh. Anh đã chơi 28 trận trong MU trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo. U nên kế hoạch thanh lý hai ngôi sao cộng cán. Một số thông tin gần đây tiết lộ rằng Manchester United đang chuẩn bị cho nhiều sự chia tay hơn sau đợt thanh trừng đội hình vào mùa hè vừa qua. Theo nguồn tin từ Tim Tâu, hai cầu thủ Eriksen và Casemiro có khả năng sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Cầu thủ người Đan Mạch có thể sẽ được bán ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Điều này buộc Manchester United phải bổ sung ít nhất một tiền vệ mới vào đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025. Trước đó, câu lạc bộ đã ký hợp đồng với Manuel Ugarte từ Paris Saint-Germain vào mùa hè năm 2024. Eriksen đã gia nhập MU dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2022 và đã có 77 trận ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng. Tuy nhiên, việc anh rời đi dường như đã được cân nhắc, nhất là sau khi mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu với Twente. Trong khi đó, Casemiro cũng đang đối mặt với áp lực sau một mùa hè đầy tin đồn và khả năng chuyển nhượng. Tiền vệ 32 tuổi người Brazil đã được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về việc rời Old Trafford. Tuy nhiên, anh vẫn ở lại và tiếp tục thi đấu thường xuyên kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, những ngày tháng của Casemiro tại MU có vẻ như đã dần đi đến hồi kết. Anh đã mắc nhiều sai lầm liên tiếp và gần đây cũng không còn giữ được suất đá chính khi Manuel Ugarte ngày càng hòa nhập và thể hiện tốt trong đội hình. Có điều không ổn trong phòng thay đồ MU. Cựu danh thủ Gary Neville không thể chấp nhận được những gì mà Man United đã thể hiện trong trận thua Tottenham vào hôm chủ nhật. Huyền thoại của quỷ đỏ chỉ ra vấn đề tại Old Trafford bởi sau trận hòa với Tuyên Ti, Eriksen đã thừa nhận rằng câu lạc bộ của Hà Lan cho thấy sự khao khát nhiều hơn. Nevin cho biết, tôi nghĩ lại những bình luận của Christian Eriksen sau trận đấu vào đêm thứ tư, đó là một cầu thủ kỳ cựu đáng tin cậu ấy có một sự nghiệp thành công lâu dài. Khi Eric Chen nói rằng họ không khao khát chiến thắng bằng đối thủ, điều đó quan trọng hơn và đáng tin cậy hơn bất kỳ ai, bởi cậu ấy ở bên trong tận mắt chứng kiến mọi thứ. Không còn nghi ngờ gì nữa, có điều gì đó không ổn trong phòng thay đồ của MU. Theo The Telegraph, Manu tất vẫn tin tưởng Eric Chen Hag, nhưng có thể xem xét lại tình hình nếu họ không giành chiến thắng trong hai trận đấu trước kỳ nghỉ quốc tế. Vì sao MU vẫn chưa sa thải Chen Hag? khi MU thông báo tiếp tục gắn bó với huấn luyện viên Erik ten Hag hồi tháng 6 trong tuyên bố của câu lạc bộ đã đề cập để rõ rệt đến ba từ cổ động viên. Ban lãnh đạo MU nhận thức rõ ràng được tâm trạng người hâm mộ sau chiến thắng tại Cup FA và đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng để không sa thải chiến lược gia người Hà Lan tại thời điểm đó. Dù kết quả thi đấu có không được như ý, tình cảm của người hâm mộ MU dành cho đội bóng và các huấn luyện viên của họ vẫn không hề nay chuyển. Điều này càng trở nên rõ rệt hơn sau trận hòa đáng thất vọng trước tuyển tinh mới đây. Mặc dù đội nhà đã chơi không tốt nhưng các cổ động viên vẫn luôn sát cánh cùng đội bóng. Sân đấu Châu hết, từ đâu đã trở thành pháo đài của quỷ đỏ. Bất kỳ kết quả có ra sao, đôi khi có những tiếng na ó, những chỗ ngồi trống trên khán đài. Nhưng chắc chắn trong thời hiện đại, MU chưa bao giờ chứng kiến một cuộc nổi loạn lại chống lại một huấn luyện viên như đã từng thấy ở các câu lạc bộ khác. Ngược lại, những lời chỉ trích thường dành cho ban lãnh đạo, những người đứng đầu câu lạc bộ. Điều này thể hiện rõ qua các cuộc thảo luận trên mạng xã hội và các chương trình truyền hình. Sự ủng hộ kiên định này của người hâm mộ MU là một hiện tượng đáng chú ý. Nó sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ, kể từ thời huấn luyện viên Sir Alex Ferguson. Mặc dù đã có lúc cảm thấy thất vọng, nhưng người hâm mộ vẫn luôn tin tưởng vào đội bóng và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Điều này khác biệt hoàn toàn so với những gì đã xảy ra tại River khi người hâm mộ quen lưng lại với Rodgers, tại MU có thể có những cuộc tranh cãi và bất đồng trên các quán bar hay trên các diễn đàn, nhưng khi vào sân, người hâm mộ luôn đoàn kết và ủng hộ đội nhà. Như Barrett Chitton, biên tập viên của tạp chí News nói với nhật báo Independent, những cổ động viên luôn đến sân với suy nghĩ ủng hộ huấn luyện viên trong các trận đấu, dù điều gì xảy ra, họ đã ghi nhớ điều cuối cùng của Sir Alex Ferguson khi ông nghỉ hưu. Nhiệm vụ của họ bây giờ là ủng hộ những người mới. Sự gắn bó sâu sắc giữa người hâm mộ MU và đội bóng của họ được coi như hiện tượng trong làng túc cầu. Nhà tâm lý học Mata Newton đã gọi hiện tượng này là sự kết hợp nhận thức khi mà các cổ động viên xem câu lạc bộ như một phần không thể thiếu của bản thân mình. Văn hóa này đã được hình thành một phần nhờ các huyền thoại như Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson. Họ đã xây dựng nên một di sản tại Old Trafford, nơi người hâm mộ luôn đặt niềm tin vào đội bóng và ủng hộ các quyết định của ban lãnh đạo. Mặc dù có sự gắn kết mạnh mẽ như vậy, nhưng bên trong cộng đồng các cổ động viên MU vẫn tồn tại những cuộc tranh luận sôi nổi. Nhưng khác biệt về quan điểm giữa các thế hệ về người hâm mộ, những người đang theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo chủ nghĩa hiện đại đã tạo nên một cuộc chiến văn hóa nội bộ. Những cổ động viên truyền thống thường bám vào những giá trị truyền thống và mong muốn đội bóng duy trì bản sắc riêng, trong khi đó những người hâm mộ hiện đại là cái nhìn thực tế hơn về bóng đá hiện đại và chấp nhận những thay đổi. Thời kỳ đó, mạng xã hội đã bùng nổ, các trang mạng đã tạo nên một diễn đàn mới để người hâm mộ thể hiện quan điểm của mình. Điều này vừa giúp tăng cường sự gắn kết giữa người hâm mộ, vừa làm gia tăng những cuộc tranh cãi và phân hóa. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, điểm chung của họ vẫn là tình yêu bất diệt dành cho MU, đây là nền tảng vững chắc giúp đội bóng này phát triển. Sự ủng hộ từ các cổ động viên là một tài sản vô giá giúp đội bóng vượt qua những khó khăn và luôn hướng tới thành công. Từ đó các bất đồng dần được giải hóa và những người hâm mộ MU lại chung tay một lần nữa. Đây là điều mà Arsenal đang cố gắng noi theo. Trước đó đội bóng này đã rơi vào một cuộc chiến nội bộ khi các cổ động viên chia rẽ làm hai phe, ủng hộ hoặc đòi sa thải Arsene Nhưng giờ đây, người hâm mộ Arsenal đã bắt đầu trung thành với huấn luyện viên của họ, Mikel Arteta hơn điều này dẫn đến những kết quả tích cực trong những mùa vừa qua nhưng khi nói về sự trung thành đối với các huấn luyện viên, mà U vẫn là một sự khác biệt. Ten Hag có thể tin tưởng vào điều đó ngay cả khi một số người mộ không tin tưởng vào kết quả của đội bóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.